từ Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Vĩnh Phúc, mới đây, bệnh viện đã điều trị thành công, cứu sống cặp song sinh 33 tuần bị bệnh màng trong, siêu hấp nặng kèm rối loạn đông máu. Hai bé là con sản phụ Hát, trú tại Hướng Đạo, Vĩnh Phúc. Trước đó, sản phụ bị vỡ ối, chuyển dạ sớm nên phải nhập viện để mổ cấp cứu. Hai bé chưa được tiêm thuốc hỗ trợ trưởng thành phổi sớm. Người nhà cho biết thêm, trong quá trình mang thai, sản phụ có ho ra máu và điều trị dọa đẻ non một lần. Sau khi sinh, cả hai bé đều khóc ngay, tuy nhiên môi tím tái, thở rên, đùn bọt, cua nhiều, thể trạng yếu non, phản xạ yếu. Ngay tại phòng sinh, bác sĩ đã thực hiện hồi sức cấp cứu, cho thở oxy, hút dịch, ủ ấm và chuyển sang khoa nhi, sơ sinh để theo dõi và điều trị tích cực. Qua thăm khám lâm sàng, kết quả xét nghiệm và cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán cả hai bé đều bị bệnh màng trong, siêu hấp nặng kèm rối loạn đông máu. Nếu không được điều trị kịp thời, tiên lượng nguy cơ tử vong cao nên các bác sĩ đã xử trí bơm sóc phơ tăng qua nội khí quản, thở máy, kháng sinh, nuôi dưỡng tinh mạch, truyền huyết tương, albumin để điều trị cho cả hai bé. Sau một ngày, hai bé đã được rút ống thở. Hiện tại cả hai bé sức khỏe tiến triển tốt và đang được tiếp tục nằm theo dõi và điều trị tại khoa, dự kiến ghép mẹ sau 4 đến 5 ngày. Theo các bác sĩ, bệnh màng trong được gọi là hội chứng siêu hấp cấp, gây siêu hấp nặng tiến triển ở trẻ sơ sinh, non tháng, thường dưới 34 tuần. Nguyên nhân chính do thiếu hụt sắc phơ tăng, thành phần có tác dụng làm giảm sức căng bề mặt và duy trì tính ổn định của phế nang, ngăn ngừa xẹp các phế nang nhỏ ở cuối thì thở ra. Vì vậy, phương pháp điều trị bệnh bao gồm hỗ trợ hô hấp, điều trị nâng đỡ, liệu pháp sắc phơ tăng. Tức là bệnh màng trong, tức là bình thường là trong cái phổi của nó phát triển, trong quá trình phát triển lên thì có một cái lớp màng ở lót bên trong các cái phế nang ấy, là để nó màng nó trao đổi cái oxy, trao đổi oxy carbonic. Thế và cái màng này thì nó có một cái sức căng bề mặt nhất định. Đấy, thế thì khi mà nó chưa đủ, cái cơ thể mình, nó phổi nó chưa trưởng thành, thì cái màng này nó chưa đủ sức căng. Cho nên là mỗi lần trẻ thở ra thì cái màng đấy nó lại xẹp xuống, nó dính vào với nhau. Thế khi nó dính lại với nhau thì nó không nở ra được nữa. Thế và nó làm cho cái phổi đấy là không có chức năng trao đổi oxy nữa. Đấy, thì nguyên nhân là do cái thai còn non tháng, còn cơ thể chưa tiếp cái màng trao đổi chất ấy, chưa đủ sức căng bề mặt, tức là do có thiếu một cái chất gọi là chất surfactant, là cái chất làm sức căng bề mặt của nó, là phổi nó chưa tiếp đủ. Cho nên là khi mà đẻ trẻ, đẻ non, đẻ ra thì nó sẽ bị siêu hô hấp. Thế và cái việc siêu hô hấp như thế thì cần phải điều trị. Đó là điều trị thứ nhất, là nếu thật sự là do bệnh màng trong thì cần phải bơm một cái chất gọi là chất surfactant, là chất làm nó tăng sức căng bề mặt lên, làm cho phổi nó không bị xẹp xuống ở thì thở ra. Đấy, và đồng thời cái chất này có thể nó làm cho tiêu các cái chất dịch ở trong lòng phổi đi. Cho nên là cái phổi nó mới thông, lưu thông không khí được và nó mới trao đổi khí được. Thì cái chất surfactant đấy là nó chất xuất từ phổi bò hoặc là phổi lợn. Thế và bơm thì phương pháp là một, đối với trẻ nó siêu hấp toàn bộ, nó không có tự thở được hoặc thở rất yếu thì cần phải đặt nội khí quản và sau bơm xong thì phải cho thở máy. Thế còn đối với trẻ tự thở được thì có thể gọi là bơm phương pháp ít xâm lấn, là bơm bằng phương pháp ly da, có nghĩa là chỉ cần đặt một cái ống thông vào qua cái khe thanh môn, vào khi thanh môn khí quản đó và bơm vào, thì sau đó rồi thì cho thở hỗ trợ hô hấp bằng thở CPAP, tức là không cần đặt nội khí quản. Thế như thế đối với trẻ nên là nó sẽ tốt hơn là đối với những cái trẻ mà phải đặt nội khí quản, cái phương pháp trước đây. Thế còn dự phòng cái điều trị bệnh màng trong thì đối với lại bệnh viện thì những cái trường hợp, những cái trẻ mà nó chuyển dạ đẻ non, những trường hợp chuyển dạ đẻ non hoặc nó sẽ phải sinh non, như là mẹ bị rau tiền đạo ra máu hoặc là mẹ bị tiền sản giật, những cái bệnh như thế là nó sẽ chắc chắn nó sẽ phải đẻ non, hoặc là những bệnh mà nó đang chuyển dạ đẻ non rồi thì bệnh viện sẽ tiêm một cái chất gọi là một loại thuốc để làm thúc đẩy cái trưởng thành phổi, tức là nó làm tăng cường cái quá trình tiết cái chất surfactant tự nhiên ở trong phổi. Thế thì ở bệnh viện thì đang thực hiện cái đó. Thì đối với những trường hợp mà em bé mà được dự phòng trước tiêm 2 mũi hoặc là 3 mũi, thì sau cái mũi cuối cùng 24 giờ trở ra thì nó mới tác dụng. Thế như thế thì em bé là trường hợp như thế thì nó sẽ giảm được cái tỷ lệ phải bơm surfactant và giảm được tỷ lệ siêu hấp. Qua đây, bác sĩ khuyến cáo các sản phụ có nguy cơ sinh non nên được theo dõi và lựa chọn sinh tại các cơ sở y tế có hệ thống sản khoa và sơ sinh tốt cả về chuyên môn và trang thiết bị y tế, để sau sinh, trẻ mắc các bệnh lý nguy hiểm có thể được điều trị và can thiệp kịp thời. Người mẹ, trong khi từ trước khi có thai hoặc trong khi có thai thì phải đi
khám ở các bác sĩ chuyên khoa về sản khoa thì để đánh giá xem những cái mình có những cái nguyên nhân gây đẻ non hay không, có những nguyên nhân gây đẻ non hay không. Ví dụ như nguyên nhân gây đẻ non đấy là cái dị dạng đường sinh dục, ví dụ như là tử cung dị dạng, tử cung hai sừng, tử cung đôi, u xơ tử cung chẳng hạn. Đấy là những cái bệnh nhân mà có bất thường về về tử cung thì nó sẽ có nguy cơ bị đẻ non, có nguy cơ thôi chứ chưa có đánh giá nguy cơ thôi. Đấy là một. Cái thứ hai là những người mà có sinh đa thai, sinh đôi, sinh ba, đa ối, đấy là những người mà có nguy cơ bị đẻ non. Thế rồi thì những cái người mà bị viêm nhiễm ở đường sinh dục thì cái nguyên nhân viêm nhiễm này nó cũng là những nguyên nhân gây đẻ non. Thế rồi thì những người trường hợp mà có cái cổ tử cung nó bị ngắn hoặc nó bị hở thì đấy là những cái trường hợp nguy cơ bị đẻ non. Thế thì trong khi có thai thì cần phải thăm khám những cái đó để xem người mẹ có bị nguy cơ không. Khi người mẹ có bị nguy cơ như thế thì bác sĩ sản khoa là phải theo dõi thai, là phải tư vấn rất đầy đủ cho người mẹ cách thức theo dõi đến giai đoạn nào, những bệnh nhân nào thật sự cần thiết mà phải thật sự cần thiết đánh giá là người ta rất có nguy cơ đẻ non hoặc đã có dấu hiệu của chuyển dạ đẻ non, thì lúc đấy mình phải điều trị cái dự phòng bệnh màng trong cho trẻ bằng tiêm thuốc nguồn gốc là corticoid để tiêm để dự phòng cái bệnh màng trong đấy cho bà mẹ. Để nếu như trong trường hợp mà đẻ non không trì hoãn được thì em bé nó sẽ đỡ bị cái bệnh màng trong, sẽ giảm nguy cơ bị bệnh màng trong.